cơm 15.000 đồng của gia đình 5 người ở Sài Gòn. Chiếc xích lô dựng trong con hẻm cụt trước căn nhà trọ, dù đã cũ, bụi bám đầy, mui xe xếp lại, nệm ngồi bị lấy mất, dường như lâu lắm rồi chiếc xe chưa hề được lăn bánh. Chủ của chiếc xe và cũng là người sử dụng nó là thành viên trong căn nhà trọ cuối con hẻm trên đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Ông là Nguyễn Văn Hùng, 61 tuổi. Ông có dáng người cao, nước da ngăm đen và khuôn mặt rắn rỏi. Bước đi của ông khập khiễng, ông cho biết ông đã có nhiều năm đạp xích lô nuôi sống cả gia đình. Ông không vợ con nhưng còn mẹ và ba em, đứa em út đã mất chỉ còn lại hai. Mấy năm gần đây ông bị viêm khớp, chân ông sưng vù, không còn khả năng lao động nhưng gánh nặng mưu sinh đè trên vai buộc ông phải tiếp tục. Hàng ngày ông đạp xe đạp đến các lò bánh mì tìm mua lại những bao đường bột không còn sử dụng. Cứ 100 bao mua về, ông bán lại, lời được 20.000 đồng. Hôm nào may mắn thì kiếm được 70-80.000 đồng, cũng có lúc về tay không. Tuổi đã cao, bệnh tật dày vò nhưng ông không dám đi khám bệnh. Thu nhập chỉ có thế thì lấy tiền đâu mua thuốc, thôi thì nếu đau quá ra tiệm thuốc mua vài viên giảm đau cho qua cơn bệnh. Căn nhà trọ không quá chật và có thêm gác gỗ, trong nhà đồ đạc ngổn ngang nhưng không có thứ gì có giá trị cao. Chiếc tivi đời cũ thật to được đặt cạnh bàn thờ, một bé trai chừng 6 tuổi đang chơi những món đồ chơi đã cũ. Thằng em út tôi có vợ và ba con gái, sau khi nó mất, vợ nó dắt đi hai đứa và để lại một đứa ở với mẹ tôi là bà nội. Thằng bé này là con của nó đi giúp việc cho một gia đình ở khá xa, nên chỉ một tháng mới về thăm bà, thăm con một lần, ông Hùng trải lòng với chúng tôi. Hai người đàn ông bước vào nhà, người già hơn là Nguyễn Phước Khánh, 51 tuổi, dáng cao to, người trẻ là Nguyễn Thanh Bình, 43 tuổi, thấp và yếu hơn. Cả hai đều là em ruột của ông Hùng, họ có chung một gương mặt ngơ ngác đến mức ngây ngô. Ông Khánh và ông Bình bị bệnh tâm thần dạng nhẹ. Trước đây cả hai ông đều bình thường khỏe mạnh, nhưng từ 5 năm nay cả hai người tự dưng đổ bệnh. Hai ông hiện đi bán vé số từ sáng sớm đến 10 giờ. Mỗi ngày cả hai người chỉ bán 75 tờ, bà con chung quanh ai cũng cảm thông nên đã nhiệt tình ủng hộ. Tuy nhiên cũng có lúc gặp những kẻ bất lương lấy vé số rồi móc cả tiền trong túi của hai người. Cũng như anh mình, hai ông đều không có vợ, cả ba mặc dù bệnh tật đau yếu nhưng cũng đã cùng nhau góp sức để tự nuôi sống bản thân và chăm sóc mẹ già. Bà Phạm Thị Liên, 78 tuổi, cùng các con thuê căn nhà này từ hơn 10 năm trước. Những năm đầu bà đi bán củi dầu, cây ngô để nhóm lửa, giờ rảnh bà nhặt thêm ve chai. Bà kể lại, hồi đó tôi còn làm ăn được, đứa con đầu còn đạp xích lô, có đồng ra đồng vào, bữa cơm được tươm tất hơn. Mấy năm gần đây chân tôi đau quá, không lết đi được, đành phải ngồi một chỗ, tất cả mọi việc đều phải nhờ vào ba đứa con và đứa cháu cố này. Hiện nay tiền nhà 1,2 triệu đồng trên một tháng, anh Hùng phải gánh vác, anh Khánh và anh Bình góp vào 30.000 đồng trên một ngày để có hai bữa ăn cho cả nhà. Thêm vào đó, mẹ đứa bé phụ thêm mỗi tháng 500.000 đồng để nuôi cháu. 30.000 đồng cho hai bữa ăn một gia đình 5 miệng ăn thì thời buổi này là điều không tưởng. Vậy mà hết ngày này qua ngày khác cả gia đình vẫn cố sống. Nhiều người ở gần đó kể lại, bữa ăn của họ chỉ có rau luộc, canh và nước tương, cứ 2 ngày là hết một chai nước tương vì đây là thức ăn chính của cả nhà. Bà Liên cho biết trước đây cả nhà đều được cấp miễn phí bảo hiểm y tế, gần đây chỉ còn lại 2 người bị bệnh tâm thần được cấp, bà và ông Hùng có bệnh cũng không dám đi khám vì không có tiền. Bà nói, tuy không còn làm được nhưng tôi vẫn là người phụ nữ duy nhất trong nhà. Mọi việc từ miếng ăn giấc ngủ của con đều một tay tôi lo liệu. Con tôi đứa nào cũng bệnh tật, nhất là hai đứa tâm thần. Lỡ một mai tôi mất đi thì lấy ai lo cho chúng? Trước nỗi lo của bà, chúng tôi đã đến Ủy ban Nhân dân phường 5 để tìm hiểu thêm. Bà Võ Thị Bích Tuyền, cán bộ phụ trách xóa đói giảm nghèo thừa nhận gia đình nhà bà Liên thuộc diện gia đình nghèo nhiều khó khăn. Bà có hộ khẩu thường trú ở phường chính, nhưng về đây tạm trú đã được phường cũng như bà con chung quanh hết sức quan tâm hỗ trợ mới có thể tạm ổn qua ngày. Không tính đến đứa bé, cả bốn người trong gia đình đều sức cùng lực kiệt, chúng tôi vẫn chưa hình dung ra
Nếu có một sự cố gì xảy ra, gia đình bà Liên rồi sẽ ra sao? Cô giáo hơn 15 năm sống cảnh bị xích nơi góc vườn. Người xã Tân Phúc, huyện Lăng Chánh, Thanh Hóa hỏi đến nhà cô giáo Lê Thị Huyên, sinh năm 1974, đang sống trong cảnh bị xích bởi căn bệnh thần kinh thì ai cũng biết. Ngôi nhà nơi chị Huyên nằm ở ngay bên quốc lộ 15A, thấy có người đến, chị liền ngồi sụp xuống sàn và quay mặt đi để không ai nhìn thấy mình. Bà Lê Thị Hiển, 70 tuổi, mẹ của chị Huyên chia sẻ, con đã từng này tuổi rồi, hàng ngày tôi vẫn phải vào mang cơm cho nó, tắm giặt, dọn dẹp vệ sinh, mỗi khi nó phóng uế, nhìn con vậy mà ai cũng chua xót. Được biết, sau khi học xong chương trình sư phạm năm 1994, chị Huyên về làm giáo viên tiểu học tại xã Lâm Phú, huyện Lăng Chánh. Đến năm 1997, chị lấy chồng rồi sinh con gái đầu lòng, nhưng hạnh phúc của họ không kéo dài khi chị có những biểu hiện bất thường. Thời gian đầu mới phát hiện bệnh là Huyên thường kêu đau đầu rồi ảo tưởng có người đuổi đánh mình, vì vậy con thường trốn chui lủi trong góc nhà, những nơi có bóng tối. Gia đình cũng đã đưa con đi chữa bệnh khắp nơi, nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Đến năm 2002, Huyên chính thức bỏ nghề giáo viên, cũng là lúc chồng Huyên đi lấy vợ khác. Bà Hiển kể lại, những ngày đầu lâm bệnh, chị Huyên thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, la hét, đập phá, thậm chí còn ăn cả thịt sống. Đi lang thang trên đường thấy ai, Huyên cũng vác gậy, cầm dao đuổi đánh, chém người, rồi cười sảng khoái. Bà Hiển nhớ lại, có lần ở đây xảy ra lũ ống, nước suối chảy cuồn cuộn, Huyên đang ở trong nhà thì bất ngờ ôm đầu hét lớn, rồi lao ra nhảy xuống dòng nước dữ. Nước lũ cuốn nó đi, nhưng may mắn dạt vào bờ, rồi người dân vớt lên. Không những thế, nhà ở gần đường nên con hay lao đầu vào xe ô tô, có lần bị tai nạn nằm một chỗ cả tháng trời. Bà Hiển bảo cũng vì thương con, không muốn nó phải sống trong cảnh đau đớn, nên buộc lòng gia đình phải dùng dây xích sắt để xích con vào góc nhà trong quãng đời còn lại. Chồng tôi bị tai biến mấy năm nay, mỗi khi con Huyên phát bệnh, nó lại la hét thảm thiết, đập phá đồ đạc trong nhà. Trước tình cảnh ấy, chúng tôi phải dựng cái chòi phía sau nhà rộng khoảng 4m2 để cách ly. Hàng ngày, tôi và con dâu thường xuyên mang cơm nước dọn dẹp vệ sinh cho Huyên, bà Hiển nói. Trong ngôi chòi đó, hàng ngày chị Huyên không giao tiếp với ai bên ngoài, nên khi thấy người lạ, thường cúi gầm mặt xuống, người thân trong gia đình, Huyên cũng không nhận ra được. Khi Huyên bị bệnh, chồng đi lấy vợ khác, đứa con gái được bố mang về nuôi, hai bố con cũng thường xuyên đến thăm, nhưng Huyên có biết gì đâu, bà Hiển chia sẻ. Ông Lê Công Tự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Phúc cho biết, gia đình bà Hiển thuộc diện cận nghèo, kinh tế trông vào 3 sào ruộng cấy lúa, họ chỉ trông chờ vào khoản tiền trợ cấp 450.000 đồng mỗi tháng của chị Huyên. Hiện xã cũng đang làm hồ sơ trợ cấp xã hội cho bố chị Huyên, hy vọng họ có thêm chi phí để trang trải cuộc sống hàng ngày. Cô gái gần 30 vẫn mang hình hài của đứa trẻ 2 tuổi, lủi thủi trong nhà cả đời, không có bạn cùng chơi. Sinh năm 1990, nhưng các cô gái cùng trang lứa trong xóm đã có vài mụn con, thì Dung vẫn có hình hài. Và trí ấy chẳng khác một đứa trẻ lên 2. Nếu chẳng được giới thiệu trước, chẳng ai tin Đỗ Thị Dung, đại từ Thái Nguyên, đã chớm tuổi 27. Khi chúng tôi đến, Dung đang ngồi dưới hiên, uống ở gọi mẹ đòi đi chơi. Bà Nguyễn, mẹ Dung vừa xoa xoa đầu con gái, vừa gật đầu ra chiều chào khách lạ. Bà kể, khi mới sinh ra, Dung nặng 2,5kg và phát triển bình thường như bao trẻ khác, kháo khỉnh, đáng yêu. Nhưng tới tháng thứ 6, Dung bắt đầu ốm yếu, sốt mệt triền miên. Bà Nguyễn kể, bà chủ quan nên dẫn cho con gái ra trạm y tế xã tiêm phòng. Sau khi tiêm, Dung bị nổi hạt to ở nách, sau hơn một năm, hạt dở ra, rồi từ đó, Dung không phát triển nữa. Sau đó, gia đình đưa Dung đi khám ở bệnh viện huyện, nhưng bác sĩ cũng không biết nguyên nhân bệnh, khuyên gia đình đưa Dung lên các bệnh viện lớn khám. Nhà nghèo lại tận 5 người con. Thương lắm nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi, nuốt nước mắt đưa con về, chứ ăn còn chẳng đủ, tiền đâu mà chạy chữa. Khi gia đình dành dụng được chút tiền chữa trị cho Dung, cô cũng đã 19 tuổi. Lúc này, bác sĩ kết luận Dung bị não úng thủy, muốn chữa trị phải sang nước ngoài với chi phí hàng trăm triệu. Lại một lần nữa, gia đình đưa Dung về trong nỗi xót xa. Hiện nay Dung chỉ nặng dõng dạng 13kg. Với tâm hồn và thể xác của một đứa trẻ, bà Nguyễn mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn phải chăm sóc,
dỗ dành. Hệt như một đứa trẻ, Dung cũng nũng nịu, biết đòi đồ chơi, quà giặt, cũng vui thích. Khi được sắm quần áo mới, bà Nguyễn chia sẻ, trước kia Dung thân thiết nhất với em gái thứ 4, nhưng từ khi cô em gái lấy chồng, Dung chẳng còn nói chuyện với ai nữa. Cô cũng chỉ quanh quẩn ở nhà. Tự lủi thủi chơi, ai nói cũng chỉ nhìn rồi cúi mặt xuống, nhưng Dung đều hiểu hết. 27 năm, Dung chưa từng gọi một tiếng mẹ, còn với bố, Duy chỉ có ngày ông mất, Dung nói một câu, bố ơi dậy đi. Rồi thôi, cô cũng không bao giờ lộ biểu cảm trên khuôn mặt. Bà Nguyễn cũng chia sẻ, từ hồi ngừng lớn lên, Dung rất ít khi đau ốm, lại rất dễ ăn, mẹ cho gì là Dung ăn nấy, mỗi bữa cũng hết hai bát cơm. Ngoài Dung, gia đình bà Nguyễn có thêm một cậu con trai là Đỗ Duy Thiệp, năm nay cũng đã 11 tuổi, nhưng cũng bé nhỏ như trẻ lên năm. Đưa Thiệp đi khám thì cũng chỉ nhận được kết luận của bác sĩ là suy dinh dưỡng. Nhà đông con, lại có hai con gầy yếu, chậm phát triển, chồng mất, bao nhiêu năm qua bà Nguyễn một mình gánh vác trên vai gia đình. Giờ đã có cháu, nhưng bà Nguyễn chẳng khác nào người nuôi con mọn. Bởi nhà có hai đứa con, cần bàn tay bà chăm sóc. Nhưng bà bảo, sống lâu trong nỗi buồn, bà chẳng còn buồn nữa, chỉ dồn tình yêu chăm con. Dung tuy không nói cười nhiều, không biết như những đứa trẻ khác, nhưng rất tình cảm với mẹ. Cả cuộc đời, Dung chẳng có một người bạn, vì bọn cùng lứa khôn lanh lớn lên, lấy chồng cả, bọn trẻ con hàng xóm thì sợ, nên chẳng ai chơi cùng. Dung chỉ có mẹ là bạn thân nhất, nên mẹ cô chẳng dám u sầu, mà nhìn vào con để sống mỗi ngày.